Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Thưa quý vị, trong cuộc sống đôi khi chúng ta vẫn thường nghe thấy một vài người nói: tính tôi rất thẳng, có gì tôi nói đó. Mọi người nghe xong đừng để bụng. Nhưng kỳ thực không phải lúc nào đối phương cũng bao dung đối với những lời khó nghe của bạn. Và trong gia đình cũng thế, mỗi cử chỉ, hành động hay là lời nói cũng liên quan mật thiết đến hạnh phúc, tạo nên phúc đức cho gia đình. Lời nói tử tế có thể gắn kết, lan tỏa yêu thương giữa các thành viên. Ngược lại, những lời nói bất hảo, khó nghe sẽ chỉ khiến quan hệ gia đình ngày càng rạn nứt. Lời nói có sức mạnh rất lớn. Nó có thể xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến một gia đình trở nên rối ren. Chính vì thế, dù là ai cũng nên lựa lời nói năng, nói những lời tử tế và phù hợp với luân thường đạo lý, với đất trời. Phúc đức của một gia đình được tạo nên từ nhiều yếu tố, và ba biểu hiện dưới đây là yếu tố vô cùng quan trọng, đặt nền tảng cho hạnh phúc viên mãn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Biểu hiện thứ nhất, lời nói tử tế là bước đầu tiên trong việc giáo dục gia đình. Tại xã hội ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ thường không tán dương hay khen ngợi con cái. Thay vào đó, họ vẫn dùng biện pháp chê bai, so sánh con cái với con nhà người ta, với hy vọng chúng sẽ nhận thấy mình còn thiếu sót mà vươn lên. Những câu nói kiểu như: con xem bạn kia rất ngoan, rất hiểu chuyện, con được bằng một nửa người ta là bố mẹ vui lắm rồi. Hay: bố mẹ thấy con chẳng được việc gì, đến việc đơn giản vậy con không làm được, con xem con có vô dụng không? Dường như đã trở thành câu cửa miệng của nhiều ông bố bà mẹ. Phương pháp giáo dục này được gọi là phương pháp giáo dục kiểu đả kích. Rất nhiều đứa trẻ vì thế mà bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là nhóm trẻ đang ở độ tuổi mới lớn. Ở giai đoạn này, trẻ rất muốn được người khác thừa nhận, đánh giá cao. Nếu chỉ nhận được sự đả kích và chế giễu từ cha mẹ, chúng sẽ dễ trở nên tự ti, cuối cùng không muốn giao lưu với người khác, thậm chí là xa lánh cha mẹ mình. Vết thương trên cơ thể có thể phát hiện thấy, nhưng những tổn thương trong lòng do lời mắng chửi, dè biểu, chê bai gây ra thì vô hình. Bởi thế mà trong giáo dục gia đình, những lời nói tử tế là không thể thiếu. Biểu hiện thứ hai, lời tử tế là điều cần nhất trong hôn nhân. Từ thời cổ đại, người xưa đã có quan niệm rằng bí quyết giữ gìn quan hệ hôn nhân tốt nhất chính là đôi bên tôn trọng và yêu thương nhau, đối đãi với nhau như đối đãi khách quý. Chính là cái mà người xưa gọi là tương kính như tân. Rất nhiều người cho rằng giữa vợ chồng với nhau, trước khi nói vẫn còn phải nghĩ, vậy có phải là rất mệt mỏi hay là không? Vợ chồng nói chuyện với nhau một cách khách khí, không có nghĩa đang xem bạn là người ngoài, mà là luôn duy trì một thói quen ngôn ngữ lịch sự, không chỉ áp dụng với bạn đời, mà với bố mẹ và con cái cũng thế. Biết quan tâm yêu thương bạn đời, vợ chồng lựa lời trò chuyện sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc cao độ cho đôi bên, hôn nhân từ đó mới bền vững lâu dài. Những gia đình bất hạnh ngày này qua ngày khác chỉ có những mâu thuẫn và cãi vã. Nguyên nhân phần nhiều cũng bởi không lựa lời nói năng mà ra, vì mâu thuẫn mà thường xuyên nói những lời làm tổn thương người khác. Nhiều cặp vợ chồng ở với nhau lâu, sự nhẫn nại kém dần, nên mặc dù xuất phát từ ý tốt, nhưng lúc nói chuyện lại không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Lời nói ra đến miệng liền biến thành chỉ trích, oán giận. Lâu dần cuộc sống gia đình sẽ xuất hiện rạn nứt và nguy cơ đổ vỡ. Không lựa lời nói năng tử tế dễ nghe, luôn tranh luận đúng sai, dùng những lời khó nghe để phán xét lẫn nhau, đó chính là thứ phá vỡ mối quan hệ hạnh phúc vợ chồng. Thực ra trong hôn nhân, cả vợ và chồng đều nên hiểu, nhà là mái ấm yêu thương, là chốn trở về bình yên mà mỗi thành viên cần phải bao dung lẫn nhau, không phải là nơi nói chuyện thị phi. Vì thế không nên dùng những lời lẽ cay nghiệt, sắc lạnh để khoét sâu vào lòng của đối phương. Cuộc sống hôn nhân không thể cứ mãi êm đẹp, mâu thuẫn cũng không thể tránh được. Cho nên bí quyết để có một gia đình hạnh phúc chính là hai bên tôn trọng, viên dung và thấu hiểu lẫn nhau. Biểu hiện thứ ba, lời nói tử tế là biểu hiện của lòng hiếu thảo mà con cái dành cho cha mẹ mình. Chúng ta thường cho rằng chỉ cần phụng dưỡng đầy đủ, cho bố mẹ ăn ngon mặc đẹp là hiếu thuận với bố mẹ. Tuy nhiên, lời nói tử tế mà chúng ta dành cho bố mẹ, đứng ở vị trí của bố mẹ để suy xét, thấu hiểu và thông cảm cho bố mẹ, đó mới là sự báo đáp ý nghĩa nhất. Cổ ngữ có câu, một câu nói thiện ấm ba đông, hay một lời ác ý lạnh sáu tháng ròng. Những lời nói làm tổn thương người khác, dù vô tình hay hữu ý, thực ra đều là một dạng bạo lực về ngôn ngữ, và kiểu bạo lực này gây ra những tổn thương còn đáng sợ hơn những vật hữu hình. Vì thế, hãy thay đổi cách ăn nói. Mỗi người chúng ta đều nên học cách dùng tình yêu và lòng khoan dung để lắng nghe, đối xử với nhau, để có một gia đình hạnh phúc, không thể thiếu tình yêu và lòng biết ơn. Chúng ta thường nói rằng nói năng là một nghệ thuật, phải biết lựa lời để nói. Nhưng chính tại gia đình,
lời nói là dễ được phát ra một cách tùy tiện nhất. Muốn có được một gia đình hạnh phúc, trước tiên hãy bắt đầu từ việc lựa lời mà nói trong các cuộc trò chuyện với người thân. Thưa quý vị, theo giáo lý nhà Phật, một gia đình có phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và cách giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em ứng xử với nhau cũng như với người ngoài. Lời Phật dạy rằng, một gia đình nếu có những đặc điểm như đây thì gia đạo khó mà thịnh vượng. Con cái lớn lên mà thiếu định hướng đúng đắn, tài lộc không dư dả, không chỉ ở đời này mà còn cả đời sau. Hãy xem và thay đổi ngay nếu thấy gia đình mình có những điều này. Trước tiên tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Lần đó tôi tham dự một bữa tiệc, một bà mẹ đưa con mình cùng đi. Bữa cơm hôm đó tôi ăn không hề ngon miệng chút gì. Mọi người vừa ngồi ấm chỗ thì cậu bé đã hét lên: "Con muốn ăn cá, sao lại không để cá trước mặt con?" Người mẹ vội vàng dỗ dành con: "Cái bàn này có thể xoay được, đợi chút nữa nó xoay tới chỗ hai mẹ con mình." Thế nhưng đứa trẻ vẫn không chịu, cứ nằng nặc đòi mẹ phải ngay lập tức đặt đĩa cá trước mặt mình. Những người lớn xung quanh dĩ nhiên cũng không so đo với một đứa trẻ, đặc biệt là người ngồi trước đĩa cá. Cô vội vàng bê đĩa cá qua cho đứa trẻ. Mẹ cậu bé vừa nói cảm ơn, vừa để đĩa cá xích lại phía trước cậu bé. "Được rồi, cá của con đây, đừng ồn ào nữa." Cậu bé yên lặng được một phút thì nhìn thấy chiếc điện thoại di động của cô gái trẻ ngồi bên cạnh. Chiếc điện thoại di động được bọc bởi một cái ốp lưng vô cùng đẹp mắt. Cậu bé chẳng buồn suy nghĩ, thò tay ra với lấy chiếc di động như thể đó là đồ của mình. Cô gái lặng người muốn lấy lại, nhưng không tiện dành chiếc di động với đứa trẻ. Dẫu rằng đó là điện thoại của mình, cô chỉ biết nhìn chiếc điện thoại xinh đẹp của mình không chớp mắt, đang trườn trong đôi tay bóng nhảy của cậu bé. Dường như có thể thấy ngọn lửa đang sôi ùng ục trong ánh mắt cô. Người phụ nữ liếc nhìn mẹ cậu bé, hy vọng cô ấy có thể mở miệng, bảo con mình trả lại chiếc di động. Nhưng người mẹ có lẽ đã quen hoặc phản ứng quá chậm chạp, như nhìn mà không thấy. Cô gái trẻ đành phải thương lượng với cậu bé, nói: "Cháu muốn ăn gì, để dì gấp cho cháu nhé." Cậu bé cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, đáp lại: "Cháu muốn chơi điện tử, sao lại không mở ra được?" Cô gái nói: "Dì không cài mật mã, trong di động cũng không có trò chơi đâu." Nhưng cậu bé vẫn bấm liên hồi vào chiếc di động của cô. Hơi bực mình, cô gái giật lấy chiếc điện thoại. Thế là cậu bé khóc ầm lên. Lúc này mẹ cậu bé cũng có phản ứng. Trước tiên cô nhìn kẻ tội đồ đã làm con mình khóc, sau đó đưa chiếc di động của mình cho con và dỗ dành: "Bảo bối của mẹ, đừng khóc nữa, điện thoại của mẹ tốt hơn. Dì không cho mẹ con mình chơi thì mình không chơi nữa. Chơi di động của mẹ được không?" Cô gái trẻ chỉ biết cười ngượng nghịu. Bữa tiệc chưa tàn, cô đã xin cáo lui: "Nếu tôi không may ngồi cạnh đứa trẻ đó, chắc tôi cũng phải kiếm cớ mà chuông cho lẹ." Có những bậc cha mẹ chỉ nhất mực nuông chiều con cái mình mà chẳng bao giờ thử nghĩ xem yêu con như thế sẽ mang tới biết bao nhiêu trở ngại cho cuộc đời của đứa trẻ, sẽ khiến những năm tháng cuối đời của mình tăng thêm biết bao nhiêu hiểm nguy. Thứ nhất, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của gia đình này không đúng đắn. Đúng vậy, đó là sự lệch lạc trong quan niệm về nhân sinh quan, giá trị quan của toàn bộ gia đình này. Có người có thể nói rằng có lẽ chỉ là một trong hai người trong gia đình như vậy thôi, ví như ông nội hay bà nội quá nuông chiều, nhưng cha mẹ vẫn tốt thì sao? Cách tháo gỡ này có thể được nhiều người đồng tình và ủng hộ, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Trong một gia đình không thể có chuyện mọi người đều cao như nhau, người cao người thấp cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu người làm chủ gia đình ấy có quan niệm đúng đắn, có hiểu biết thông thường sẽ không đến nỗi nào. Bởi lẽ người có quan niệm không chính làm chủ gia đình, thì gia đình đó ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Còn người có quan niệm đúng đắn lại để người có quan niệm không chính làm chủ, thì bản thân điều này cũng là một sự bất lực, cũng là một hình thức khác của quan niệm không đúng đắn. Thứ hai, gia đình này vô cùng tự tư tự lợi, hiếm có lòng biết ơn. Một đứa trẻ không có giáo dục sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho xã hội và người khác. Nhưng cha mẹ hoặc những bậc trưởng bối còn chút công đức thì chắc chắn sẽ không nuôi dưỡng thế hệ sau của mình thành người như vậy. Chỉ cần nhìn thấy con mình gây phiền toái cho người khác, trong tâm họ sẽ không thấy yên, sẽ thấy ngại ngùng. Một gia đình có nề nếp tuyệt đối sẽ không cho phép con cái mình gây phiền phức cho người khác. Còn những gia đình sinh ra những đứa trẻ không có giáo dưỡng, ắt có những đặc trưng này, cảm thấy mọi người trên thế giới dường như đều đang xoay quanh bản thân mình, cho nên họ rất kiêu ngạo. Khi hành vi của người nhà mình ảnh hưởng đến người khác, họ không những không cảm thấy xấu hổ, mà còn cảm thấy người khác không đủ khoan dung và yêu cầu quá cao. Qua lại với những gia đình như thế thì chẳng thể mong chờ họ sẽ đối đãi với bạn một cách công bằng, khách quan. Thứ ba, gia đình có tầm nhìn nông cạn,
Trước kia khi thấy các gia đình giáo dục con cái mình thành những người khiến ai gặp cũng phải ghét bỏ, tôi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quặc. Dạy dỗ con mình thành những đứa trẻ đến đâu cũng khiến người ta chán ghét, vừa hại mình vừa hại người. Đứng ở một phương diện nào đó bị người khác ghét bỏ là biểu hiện của trí thông minh cảm xúc thấp. Nếu một người có trí tuệ cảm xúc thấp thì con đường đời của họ sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Điều này rất dễ thấy. Hơn nữa, những bậc cha mẹ nuôi này cũng không được chào đón. Người khác không nói ra không có nghĩa là trong tâm họ không suy nghĩ. Thậm chí rất nhiều người vì vấn đề này mà mất đi mối làm ăn, mất đi cơ hội trong đời. Bởi lẽ người ta cho rằng bạn giáo dục con tệ như thế thì những người khác lại có thể làm tốt được sao? Sau này tôi mới dần hiểu ra rằng các bậc phụ huynh đã không nghĩ tới điểm này. Nếu không thì căn bản họ đã không để xảy ra kết quả như vậy. Sợi dây vô hình kết nối gia đình và xã hội chính là những đạo lý làm người. Khi nuôi dạy con mình thành những người chân thành, lương thiện, nhẫn nại, luôn biết lo nghĩ tới người khác mới là phúc phận mà cha mẹ để lại cho con cháu. Quý vị có quan điểm hay ý kiến nào muốn chia sẻ cùng Ngẫm Sự Đời không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.